Hôm nay mình sẽ học trang 274, đó là chủ đề sinh hoạt hàng ngày. Các bạn vào nhóm nha. Trang trong khi chờ đợi các bạn thì Trang sẽ viết lên các phần từ vựng để cho các bạn nắm. Sinh hoạt hàng ngày. Ăn vặt. Ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng. Các bạn thử tìm những cái từ vựng này dùm Trang nhé. Ngồi thẳng thì mình sẽ dùng cái từ gì? Ngồi thẳng lưng. Túc bao đoạn ta. Viết. Sư tài là viết nè. Viết. Viết chữ nhỏ. Viết chữ nhỏ. Chữ cong quẹo. Chữ cong vẹo. Cong vẹo nha các bạn, cong vẹo. Chữ nó bị cong vẹo quá. Che lại. Che. Che lại. Che lại thì mình sẽ dùng những cái từ gì? Các bạn thử nhớ là những cái từ khóa này xem mình dùng gì nha. Che lại thì mình dùng gì? Sàn nhà. Sàn. Sàn nhà là gì? Các bạn thử tìm những cái từ khóa này xem nhé. Sàn nhà là gì? Bồn rửa chén. Bồn rửa chén. Bồn rửa chén. Ủa sao các bạn không vào nhóm ta? Trang có ghim cái đường link Zoom cho các bạn mà Trang chưa có thấy bạn nào vào nhóm hết à. Các bạn truy cập vào nhóm giùm Trang nhé. Rồi, bồn rửa chén chúng ta sẽ tìm gì? Rung chân. Mình rung chân. Rung chân. Cái từ rung là gì? Rung. Rung chân. Ta đi rưng thôi ta rung chân. Quần áo bẩn. Các bạn thử tìm những từ khóa này dùng Trang nhé. Quần áo bẩn là mình sẽ chọn từ gì? Thùng đựng quần áo. Thùng. Thùng. Ủa sao nó không ăn ta? Thùng đựng quần áo. Thùng đựng quần áo là từ gì? Làm phiền.
làm phiền. Cắn móng tay, cắn móng tay, chúng ta sẽ tìm từ gì? Trước tiên những cái phần này trước đi các bạn. Ok rồi, các bạn thử tìm cho ra những khóa từ khóa này nhé. Trang thấy các bạn vào rồi nè. Trang chào các bạn nha. Phạm Thị Trang, Minh Nguyễn Giang, Thị Thu Trang, chào các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn hãy tìm giùm cho Trang những cái từ khóa như thế này nè. Ăn vặt, các bạn tham khảo trang 274, trang 274, cái phần nói chuyện với con, hoặc là những cái từ này mình cũng có thể sử dụng luôn nha, người lớn vẫn có thể sử dụng nha các bạn, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Các bạn theo dõi Trang cái quyển sách này nhé, Luyện nói tiếng Hàn qua 100 chủ đề, trang 244. Bài học Y Sang Giang Hoa, sinh hoạt hàng ngày. Rồi bây giờ các bạn xem, ăn vặt thì chúng ta sẽ có từ gì? Chân su bin ảnh nhơ thế ớ. Ăn vặt thì mình sẽ có cái từ là khăn xì cưới một tà, khăn xì cưới một tà, đúng không? Rồi cái từ tiếp theo là cái từ ngồi thẳng lưng, thẳng túc ba rô, phải không ạ? Túc ba rô. Còn ngồi là gì nè? Cái từ ngồi là gì? Ngồi là gì em? Túc ba rô nè là thẳng nè, túc ba rô là thẳng nè, còn ngồi là anh ta, anh ta, túc ba rô anh ta. Mà mình lấy cái màu khác đi cho các bạn dễ phân biệt nè, vàng đi ha, vàng đi. Túc ba rô anh ta tức là ngồi thẳng, ngồi thẳng lưng các bạn ha. Rồi tiếp theo, sách này bao tiền? Quyển này học xong đi rồi tí nữa em nhắn tin riêng cho Trang ha. Bạn nào cần mua sách thì nhắn tin riêng cho Trang để Trang gửi tài liệu cho các bạn học. Viết chữ nhỏ là gì các bạn? Viết chữ nhỏ, viết chúng ta sẽ có cái từ là, hôm nay các bạn thấy cái màn hình livestream sáng hơn đúng không? Tại vì mình bật cái đèn trên máy các bạn. Chữ nhỏ, chữ là gì nè? Chữ là mình có cái từ là kushi. Kushi. Chữ. Chữ là kushi. Nhỏ. Viết chữ nhỏ thì cái chữ nhỏ, phần nhỏ này là trạng từ. Thật kệ. Thì mình kết hợp với là kê, tính từ cộng với kê nó sẽ thành trạng từ. Viết chữ, viết là sư tà nha các bạn. Kushi chakke sư tà, kushi rư chakke sư tà. Được chưa? Rồi, chữ cong vẹo. Chữ cong vẹo là kushi ka. Chữ là kushi ka. Kushi ka. Bitul bitul hata. Chúng ta có cái từ bitul bitul hata. Bitul hoặc là petul ha. Bitul petul hata. Bitul hata. Bitul petul hata. Bitul petul hata. Được chưa? Chữ con mẹo bitul. Rồi theo gì nữa đây các bạn? Che lại, cái từ che lại là gì ạ? Che lại, các bạn giúp cho Trang chia sẻ cái livestream của mình vào hội nhóm giùm Trang ha, các bạn hỗ trợ Trang một cái chia sẻ nhé. Che lại, che lại là khá đi tạ, khá Karita là che lại. Che lại, được chưa? Che lại. Mình tắt cái micro đi. Khi nào tại có bé ồn á bạn. Che lại rồi, sàn nhà. Cái từ Annyeonghaseyo, Mia. Sàn nhà là 뭐예요? 바다. Đúng rồi. 바다. 바다. 잘 보이죠? 바다. 바다 kìa.
Rồi tiếp theo, bồn rửa chén. À, trong cái phần sách á, mình bị lỗi không có chữ T. Các bạn thêm chữ single T vào Trang nha. Single T. Bạn nào có sách thì chỉnh lại liền dùm Trang nha. Trang 275. Cái bồn rửa chén là đã gì các bạn? Single T. Single T. Single T. Trong sách nó bị mất cái chữ T. Các bạn thêm chữ T vào Trang nha. Single T. Rồi, xin cái tê là bồn rửa chén. Trang tạm thời tắt cái micro của bạn Thu Trang nha, tại vì nó có cái âm thanh ồn. Rồi, rung chân. Rung chân. Mình rung cái chân của mình á. Thà đi rê. Thà đi rê. Thà đi tơi tạ. Thà đi. Thà đi rê. Tôi tạ. Tôi tạ là mình rung nè. Thả đi đi, tôi tạ. Mình cầm mát. Tôi tạ. Mình cầm mát. Rung. Rung cái chân của mình á là tay cả. Các bạn làm cái chân mình rung rung á là rung ta đi rất là tay cả. Rồi tiếp theo, quần áo bẩn. Quần áo bẩn là gì các bạn? Quần áo là chữ ột nè. Còn cái chữ bẩn là gì các bạn? Thò rô ôn. Thò rô ôn. Ột. Thò rô nột. Quần áo bẩn đây là định ngữ ha. Quần áo bẩn. Thò rô nột. Rồi tiếp theo, thùng đựng quần áo. Cái thùng đựng quần áo là cái gì các bạn? Thùng đựng quần áo là ba lê. Bale thùng nha. Bale thùng. Đây cái thùng là cái thùng á. Thùng đựng quần áo là bale thùng. Bale thùng. Làm phiền. Phăng he ha ta. Phăng he ha ta. Cắn móng tay. Cái từ cắn là gì đây? Mùi burotutta. Cắn là mình ghi ra. Burotutta. Móng tay là gì được ạ? Móng tay là gì đây? Móng tay. À, bạn Quỳnh Liên. Bay hai chữ bờ em. Bay lê. Lê là chữ E đó nha. Bay lê thùng. Còn này móng tay là son nè. Son thốt là móng tay nè. Cắn là mui tà. Nghề là cắn à. Rồi không ạ? Cắn tay mình gãy ra nha. Cắn tay. Cắn tay là mù rô tức tà. Mù rô tức tà. Mù rô tức tà. Mua rô tư tổ, mua rô tư tạ. Bây giờ chúng ta xem là từ vựng. Ăn vặt, mùi éo, khăn xí, một tạ. Các bạn thấy không? Chảy vui nấy á. Rồi, ngồi thẳng lên. Túc bà rô, ăn tạ. Túc bà rô, ăn tạ. Viết chữ nhỏ. Cử xí rơ, chặt kế sư tạ. Cử xí chặt kế sư tạ. Còn viết chữ to là gì cơ? Viết chữ lớn. Viết chữ lớn mình có cái từ là cử xí rơ, khư kệ. Khư kê sư đặc. Chữ cong vẹo. Bi tui bè tui. Bi tui bè tui. Cử sĩ gà bi tui bè tui hà đặc. Bi tui bè tui. Bi tui bè tui hà đặc. Che lại. Thì mình sẽ có cái động từ là khá đi đà. Khá đi đà. Rồi. Sàn nhà. Mùa yếu. Sàn nhà là hà đặc. Hà đặc. Tiếp theo. Bồn rửa chén. Sinh khư tệ. À, các bạn đọc theo ha. Sinh khư tệ. Sinh khư tệ. Ta đi rưu tôi ta. Rung chân. Ta đi tôi chì ma. Ta đi rưu. Ta đi tôi ta. Quần áo bẩn là thờ rô un ụt. Thờ rô un ụt. Thờ rô un ụt. Thùng đựng quần áo. Ba lê thùng.
ba lê thùng, ba lê thùng. Làm phiền, thắng nghe hả ta, thắng nghe hả ta. Cảm ơn tai là xôn thốt, xôn thốt, mù rơ tức tạ, xôn thốt, mù rơ tức tạ. Để xéo. Đó, đây là những cái từ khóa các bạn cần nhớ nha. Khi mà mình nhớ được từ khóa rồi, mình nhớ được từ vựng rồi thì các bạn rất là dễ để mà mình đặt câu, mình rất là dễ nói được cái câu hoàn chỉnh nha. À, bây giờ các bạn cứ tham khảo, vừa tham khảo và vừa làm thử nha. Ngừng ăn vặt lại đi con. Hà, ngưng. Ngưng ăn vặt lại đi con. Kuman. Kuman giống như mình kêu ai đó ngưng á. Kuman một tà là ngưng ăn. Nhưng mình nói sao đây các bạn? Ngưng ăn vặt lại đi con. Thì chúng ta sẽ nói là gì đây các bạn? Otake mà đeo. Otake mà đeo. Ngưng ăn vặt lại đi con đó sao các bạn? Otake. Các bạn đánh lên màn hình giùm Trang nhé. Các bạn trên Zoom, các bạn có thể phát biểu được không ạ? Các bạn đánh lên màn hình nha. Ngưng. À, canxic kuman mogo. Canxic kuman mogo. Đúng rồi, canxic kuman mogo. Bạn nào nè? Bạn Phạm Chiêu. Phạm Chiêu đúng rồi nhé. Ok, nãy bạn nào phát âm chuẩn á. Canxic kuman mogo. Rồi tiếp theo, ngồi thẳng lưng khi viết chữ. Khi viết chữ là gì các bạn? Khi viết chữ. Viết chữ là gì đây? Kushi. Kushi rư. Trong văn nói chúng ta có thể lược bỏ trợ từ như là kushi rư. Sui tê. Khi viết chữ là kushi rư. Sui tê. Sui tê. Ngồi thẳng lưng là gì? Túc bà rô. Ngồi thẳng lưng là gì? Ngồi thẳng lưng khi mà viết chữ nó sao các bạn? Nó sao đây? Bạn biết đâu làm Trang gì? Bạn Phạm Thị Trang. Nãy mình học rồi đó. Túc bà rô gì đây? Túc bà rô ăn chài. Ngồi thẳng lưng. Túc bà rô ăn chài. Đúng rồi. Các bạn phải nói phát âm nha. Các bạn vào chân chân các bạn phải nói á. Ăn. Ăn chào. Mẹ nói với con thì mình dùng cái đuôi ngang hẹp. Cười. 글씨 쓸 때 똑바로 앉아. 글씨 쓸 때 똑바로 앉아. Đúng rồi. 쓸 때 các bạn khi mà ngữ pháp khi là real te nhé. Các bạn kết hợp với real te nhé. Đây. Khi. Rồi, bây giờ các bạn nói Trang là ngồi thẳng lưng khi ăn cơm. Khi ăn cơm. Rồi, 밥을 먹을 때 똑바로 앉아요. Đúng rồi, 똑바로 앉아요. 밥을 먹을 때 똑바로 앉아요. Được chưa? 밥을 먹을 때 똑바로 앉아요. Đúng rồi các bạn. Các bạn trên Face cũng đánh lên luôn nha. Rồi tiếp theo câu nữa nha em. Ngồi thẳng lưng khi học bài. Ngồi thẳng lưng khi học bài. Các bạn nói như thế nào? 공부는 할 때. 공부를. Đúng rồi. 공부를 할 때 똑바로 앉아요. 공부를 할 때 똑바로 앉아. 무섭지? Nói vậy là còn sợ luôn á. 글씨 쓸 때 똑바로 앉아. 밥을 먹을 때 똑바로 앉아. 공부를 할 때 똑바로 앉아. Rồi tiếp theo. Viết chữ nhỏ hơn một chút nào. Viết chữ nhỏ hơn một tí đi. Viết chữ nhỏ hơn tí đi. Là gì đây các bạn? Chữ là nãy mình nói gì đây ạ? 글씨. 글씨. Viết nhỏ. Nãy mình học rồi. Là gì? 작게 글씨 작게 viết so soyo. Nhưng mà mình nói với con thì sora so sora. Đây là cái đuôi con mệnh lệnh ngang hàng nha các bạn. Mình dùng với con mình dùng cái đuôi a o hoặc là một một ó ra. 글씨 작게 sora. Còn mình nói là viết chữ to lên nào, viết chữ to lên tí nào, nói sao các bạn?
글씨 좀 아, mình có thể thêm chữ chôm ở đây nha các bạn. 글씨 좀 크게 크게 좀 글씨 좀 크게 써라. 이게 그냥 아와 여기로 이 따라올 때 글씨 좀 크게 써라. 아, chữ viết cong vẹo quá đi. Chữ cong vẹo quá. Ôi, chữ viết cong vẹo quá. Cong vẹo quá gì các bạn? Cái gì cơ? Chùm. Ờ, bitul. Hà nè. Bitul betul hà nè. Bitul betul hà nè. Đó, đây con vẹo là bitul betul nha các bạn. Các bạn đọc tại nó có bốn chữ lận. Bitul betul. Bitul betul. Bitul betul. Được chưa? Bitul betul. Rồi tiếp theo. Con phải che lại khi con ho chứ? Con phải che lại khi mà con ho chứ? Con phải che lại khi mà con ho. Khi ho là gì các bạn? Khi ho. Mọi hiểu? Ho. 기침할 때. 기침할 때. 기침할 때. Con phải che lại rồi con mới ho chứ. 기침할 때. 가리고 해. 가리고. Che là 가리다 nhé bạn. 가리. Mình che rồi ho. 가리고 해야지. Phải 해야지. 기침할 때 가리고 해야지. 기침할 때 가리고 해야지. Rồi, theo. Con đừng để tủ lạnh mở ra nhé. Con đừng có mở cái cửa tủ lạnh để đó nhé. Đừng có mở. Đừng để tủ lạnh mở ra nhé. Đừng để tủ lạnh mở ra nhé. Nói sao các bạn? Tủ lạnh là gì? Tủ lạnh. Nén. Nén chân ngủ, đúng rồi, nén chân cô. Cái gì nữa đây? Mở để ra, mở ra. Yo ro no ta. Nén chân cô rơ. Nén chân cô. Yo ro no ta. Đừng, cái ngữ pháp đừng là gì các bạn? Yo ro no chi ma. No chi ma ra. Nén chân cô yo ro no chi ma. Nén chân cô yo ro no chi ma. Cái này là mình hay sử dụng lắm các bạn. Mấy đứa con mình nó hay mở cửa, mở tủ lạnh ra đó, rồi nó múc nước hay là lấy gì ăn á, rồi nó có đóng lại, hoặc là nó lấy đá ở tủ đông á, nó mở nó không chịu đóng lại, thì mình có thể dùng câu là 냉장고 열어놓지마 빨리 닫아라 닫아 nha. Hay sử dụng nha các bạn. 열어놓지마. Rồi tiếp theo. Đừng ngủ muộn quá. Đừng có ngủ muộn quá. Đừng ngủ muộn quá. Nói sao đây các bạn? Đừng ngủ muộn quá. Ngủ muộn là gì đây? Nực kê cha ta. Ờ, nó mu. Nực kê. Nực kê gì các bạn? Nó mu nực kê cha chi ma. Đúng rồi. Nó mu nực kê cha chi ma. Nó mu nực kê cha chi ma. Đúng rồi đó các bạn. Nó mu nực kê cha chi ma. Rồi tiếp theo nhé. Con hãy đặt những cái món đồ của con vào đúng chỗ. À, những cái món đồ của con. Nói ni. Món đồ là gì các bạn? 물건. 물건들 là những cái món đồ. Thì mình có cái từ là 물건들. Rồi. Đúng chỗ vào cái đúng cái vị trí của nó. Thì mình nói là gì đấy các bạn? 제 자리. Đúng rồi. 제 자리 là vị trí nè. 제 자리. Ê, đặt để lâu quá bạn. Tu ta hoặc là đọc thà nhé. Nhưng mà cái tu ta này nó sẽ chỉ cái thời gian đặt cố định hơn. Tu ta, 제 자리에 두다. 제 자리에 두다. 제 자리에 두다. Các bạn đọc đi đọc lại cho mình nhớ nha. Rồi, đọc lại nha các bạn. Con hay đặt những cái món đồ của con vào đúng chỗ. Con hãy đặt những món đồ của con vào đúng chỗ. Bây giờ mình phân tích nha. Rồi bây giờ mình viết câu này sao cho nó đầy đủ đây. Con hãy đặt
những cái món đồ không vào đúng chỗ. Nhờ nói sao cho nó đầy đủ đó các bạn. Ni con mua từ. Ni. Ni là từ viết tắt của nồi ấy. Ni. Mua đi còn tư. Những cái món đồ của con nè. Ủa sao nó bị gì vậy? Ni. Mua. Con. Từ những món đồ của con. Hãy đặt. Đặt là chữ tu tà nè. Vào đúng chỗ là chế chà đi ế. Chế chà đi ế. Nó ra, tua ra, tua ra, tua ra. Ní mùi con tử, chế chà đi ế, tua. Ní mùi con tử. Hoặc là ní mùi con tử. Như thế này mình có thể lật bỏ. Chế chà đi ế, tua ra. Rồi, ok ha. Các bạn cũng đọc thử cái phần này cho nó quen đi các bạn. Tại sao quần áo của con lại nằm trên sàn nhà vậy? Tại sao? Chúng ta có cái từ nghi vấn gì đây các bạn? Tại sao? Vì. Đúng rồi, tại sao? À, quần áo của con. Quần áo của con là mình dùng sao? Ní. Út. Đúng rồi. Ní út. Vì. Ní. Út. Tại sao quần áo con đặt trên sàn nhà vậy? Của con lại nằm trên sàn nhà. Ni mul con tư. Vế. Trên sàn nhà. Sàn nhà là gì các bạn? Tha tha kế. Nằm. E ít tà. Sự tồn tại một cuốn món đồ nào đó là ít tà. Ít xó. Vế ni mul. Vế ni ô tư. Pa tà kế ít xó. Hoặc là ni ô tư rưng. Vế pa tà kế ít xó. Được chưa các bạn? Nói các bạn cũng phải nói nha. Nói mình quen à. Vì ni ô tử rồi thả. Có kì phá đạc ý sơ. Vì ni ô tử phá đạc ý sơ. Ý sơ. Ý sơ. Hỏi mà. Ni ô tử vì phá đạc ý sơ. Hôn nào miền sơ. Giận nha. Các bạn có thường xuyên gặp tình huống này không? Mình là thường xuyên luôn. Mấy đứa nhỏ nó về sau mà. Ai. Khó tránh được cái tình trạng nó cởi đồ nó bỏ trên sàn nhà. La riết mà cũng không có khắc phục được. Ni ổ tử quẹ ba tạc ý sơ. Con mang chén đã ăn xong, để vào bồn rửa chén đi. Con mang chén đã ăn xong, để vào bồn rửa chén đi. Rồi bây giờ mình phân tích từng cụm nha. Chén đã ăn xong là gì các bạn? Chén đã ăn xong. Chén đã ăn hết, đã ăn xong đó rồi các bạn. Hả? Tha một lần cơ đó. Ủa sao nó không ra chữ ta? Hả? Một cứ rất là chén đã ăn xong rồi sơn à, con hãy để vào cái bồn rửa chén đi. Con mang chén đã ăn xong để vào bồn rửa chén đi. Thả một gân cứ rất sơn. Bồn rửa chén là gì các bạn? Sink tè. Sink tè khả cho khả tá khả tá nó khả tá nó khả cho tá nó 같이 가져다 놓아 가져다 놓아 갖고 놓아 가져다 놓아 가져다 놓아 아니야 다 먹은 그릇은 친구들에 가져다 놓아 갖다 놓아 가져다 갖다 các bạn ơi, các bạn có thể là sẽ dùng cái từ 갖다 놓아 khát tà là khát chi tà khát tà nó cái từ này sẽ sử dụng nhiều hơn khát tà nó khát tà nó thà khát tà nó thà một con cờ sơn xin cơ tế khát tà nó từ này hay sử dụng nha các bạn khát tà nó đừng có rung chân nào đừng có rung chân nào thà đi tới chi mà
다리 떨지 마. 떨지 마. 그 엉글락진 룽둥 락락 떨지 마. 다리 떨지 마. 다리 떨지 마. Con hãy bỏ quần áo bẩn vào thùng đựng quần áo. Con hãy bỏ quần áo bẩn vào thùng đựng quần áo. Thì cái quần áo bẩn là gì các bạn? Nãy mình nói rồi. 더러운 옷. Đúng rồi, quần áo bẩn là 더러운 옷. Hãy nói gì nữa các bạn? 빨래통에 넣어 더러운 옷. 더러운 옷. 빨래 통에 넣어 더러운 옷은 더러운 옷 빨래 통에 넣어. Hãy bỏ quần áo bẩn vào thùng đựng áo, đựng quần áo. Được chưa? 더러운 옷 빨래 통에 넣어. Tiếp theo. Con đi ra đằng sau đi. Đi ra đằng sau đi. Đằng sau là gì các bạn? Đằng sau là 뒤. 뒤로, 뒤로 가. 뒤로 가. 뒤로 가. 뒤로 가. Từ này hay dùng đúng không các bạn? 뒤로 가. Đi ra đằng sau. 뒤로 가. Đừng đi lân quanh khi đang ăn cơm nào. Đừng khi mà ăn cơm con đừng có chạy lân quanh. Là gì các bạn? 밥을 먹을 때 khi ăn cơm là 밥을 먹을 때 돌아다니다 là chạy vòng vòng, chạy lân quanh, chạy lòng vòng á. 돌아다니지만 돌아다니지마. 그렇죠? 밥을 먹을 때 돌아다니지마. 맞나? 밥을 먹을 때 돌아가지 마. 밥을 먹을 때 돌아다니지 마. 오케이. Đừng làm phiền khi mọi người nói nha con. Đừng có làm phiền khi mọi người nói. Khi nói, khi mọi người nói là sao các bạn? 사람들이 사람들이 khi mọi người nói là gì các bạn? Khi 말할 때. 말할 때. Đúng rồi. Đừng có làm phiền. Nãy cái từ làm phiền là phăng he hả ta? Vậy thì đừng làm phiền các bạn nói thế nào? Phăng he hả chị mà. Phăng he hả chị mà. Ồ, 사람들이 말할 때 phăng he hả chị mà. Được chưa? 사람들이 말할 때 phăng he hả chị mà. Rồi, đừng cắn móng tay con à. Đừng có cắn móng tay con à. Nói sao các bạn? Xuân thốt phương à? Móng tay là gì? Đừng cắn móng tay. Xuân thơ bư. Xuân thơ bư. Tư tơ. Mù rơ tức chì mà. Mù rơ tức chì mà. Mù rơ tức chì mà. Xuân thơ bư. Mù rơ tức chì mà. Con đừng cởi áo lộn trái nhé. Cởi. Mình có cái động từ gì đây? Cởi là bật tà. Cởi áo là 옷을 벗다. Đừng cởi áo lộn trái. Lộn trái mình sẽ có cái từ là 뒤집다. 뒤집어 벗다. Động từ với động từ giữa mình sẽ cộng với 어 ha. 어. 뒤집어 뒤집어 벗다. Vậy con đừng cởi áo lộn trái nhé. Thì mình sẽ nói là 옷 뒤집어 벗지 마. 옷 뒤집어 벗지 마. Con đừng có cởi áo mà cái trạng thái là cởi áo lộn trái. 뒤집어 벗지 마. Từ này cũng hay dùng với con này các bạn. Không nên nói chuyện khi ngậm thức ăn trong miệng. Không nên nói chuyện khi mà ngậm thức ăn trong miệng. Trong miệng là gì các bạn? 입에 입에 음식을 물고 음식을 물고 물고 không nên nói chuyện khi ngậm thức ăn trong miệng. 말하는 거 아니야.
말하면 안 돼요. 물고 말하면 안 돼요. 말하는 거 아니야. 아니야. 입에 음식을 물고 말하는 게 아니야. 말하면 안 돼. 나. 다 là nội dung ngày hôm nay các bạn. Được chưa các bạn? Thì nãy giờ mình giảng xong trang 274 với lại trang 275 rồi. Nếu mà bây giờ cái công việc của các bạn là mình sẽ học thuộc lòng những cái phần, những cái mẫu câu này để mình áp dụng trong đời sống. Có thể mình nói với lại con hoặc là nói với chồng. Rồi, ok. Các bạn có thắc mắc gì không? Vậy hôm nay mình học tới đây nhé. Mình đã hoàn thành xong chủ đề số 57, trang 274 và trang 275. Rồi, hôm nay mình học tới đây. Ở bữa sau thứ năm mình sẽ học tiếp các bạn nhé. Ừ. Thì nãy giờ chúng ta đã học cái quyển luyện nói tiếng Hàn của ông trong chủ đề. Bạn nào chưa có giáo trình thì các bạn có thể liên hệ cho mình để mua sách này. Mình học nó dễ hơn nha các bạn. Và tí nữa các bạn học xong các bạn nhớ quét mã QR để các bạn luyện nghe cái phần người Hàn phát âm nha các bạn. Rồi, hôm nay mình học tới đây các bạn ơi. Trang chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm. 수고했습니다. 고맙습니다. 네. Rồi. Các bạn có thắc mắc gì thì hỏi nha. Bạn nào suko했어요, bạn thương cảm ơn cô dạy tiếng Việt cho trẻ vào thứ mấy vậy? Mình dạy tiếng Việt cho trẻ và người lớn chung một buổi, đó là ngày thứ bảy 9:30, trên trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn có thể theo dõi cái quyển ship kê phèo nến để thử làm không, cái quyển màu vàng. Đây, thứ bảy mình học cái quyển này đó các bạn. Cái quyển này nha, mình sẽ luyện nói với 5 từ vựng và một ngữ pháp. Rồi sau đó mình áp dụng những cái từ vựng bên ngoài và ghép với lại ngữ pháp mà mình học buổi đó. Bạn 축하합니다. 축하했어요 hả? Các bạn có hỏi gì không? Hỏi đi rồi Trang tư vấn cho. 수고했습니다. Rồi, buổi học của mình á, học cái buổi tiếng Hàn này mình sẽ học vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy vào lúc 8:40 hoặc là 8:45 tại cái trang pay cái trang pet học tiếng Hàn hoặc là trang cá nhân của mình, các bạn vào là các bạn có thể theo dõi được nha các bạn. Với lại các bạn nhớ là tải cái phần mềm Zoom về để tương tác trực tiếp với Trang qua cái lớp Zoom. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi học ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại vào thứ năm. Bạn nào mua sách thì mua sách ủng hộ mình thì nhắn tin cho mình để mình gửi sách cho các bạn nhé. Quyển sách này tên gì? Quyển sách này tên là Luyện nói tiếng Hàn qua 100 chủ đề các bạn. Các bạn nhớ mua sách này để học nha. Sách này có tổng cộng là 100 chủ đề. Và chúng ta thường hay áp dụng những cái chủ đề này vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nên là các bạn học là mình sẽ áp dụng được thôi các bạn. Bạn nào mà chưa biết, bạn nào mới bắt đầu học tiếng Hàn vẫn học được cái quyển này nha các bạn. Rồi, quyển sách này là bao nhiêu? Quyển sách này là giá bìa 32.000 nhưng mà mình giảm giá còn 29.000 bao thép be. Bạn nào mua thì cứ nhắn tin cho mình ha. Rồi, Trang chào tạm biệt các bạn. Bye bye.